Hello mọi người, hôm nay cái phân nước của nhà Thái Lan đã cập bến rồi nha mọi người. Cái em này á là cái dạng cushion, cũng như là cái dạng của nó là dạng cushion mà kiểu như là cái dòng sản phẩm này rất là sang luôn mọi người. Coi này, cái hộp phấn này đó, cái dòng CC cream này á, nó đặc biệt là nó sẽ là che chắn đi những cái lớp mụn nè, cũng như là đồi mồi thâm, cũng như là những cái mụn viêm sưng đỏ thì nó cũng được che đậy rất là kín luôn nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm Thái nè, mọi người thấy cái miếng mút của nó không, rất là mềm mịn, và mình khi mà đánh lên kem, đánh lên da nó không có bị là kiểu như là kích ứng đâu nha. Cái dòng sản phẩm này dành cho mọi loại da, cũng như là sẽ ngăn ngừa đi những cái kích ứng da, rồi nó sẽ giúp cho da của chúng ta nâng tông, và đặc biệt là nó sẽ có một cái lớp chống nắng rất là đặc biệt khi mà mấy chị sử dụng khi mà đi ra ngoài đường nha. Đây mọi người nhìn cái tông của nó là cái tông màu tối tối như này, nhưng mà khi mà đánh lên da rất là sáng, cũng như sẽ giúp cho chị em tiết kiệm hơn cái khoảng thời gian mà mình đánh một cái lớp phấn nền nè, phấn lót nè, phấn nền rồi phấn phủ rồi phấn các kiểu đó. Nói chung là nó rắc rối lắm. Chỉ cần một cái hộp phấn của nhà CC Cream Obo này á là mọi người có thể là sử dụng rất là lâu. Em nghĩ là một cái hộp phấn này thì mọi người có thể sử dụng tầm 3 tháng mới hết, cũng như là cái dòng sản phẩm này được tặng thêm một cái lõi xay cua, tức có nghĩa là khi mà mấy chị sử dụng xong cái hộp phấn này nè mà nó hết phấn á, là mọi người sẽ là nhấn cái đẩy cái hộp phấn này lên, nhấn đẩy cái hộp phấn này ra và bóc cái lõi này xí vào trong cái hộp này, sẽ xí vào và bỏ vào bên trong này. Đó là mọi người có thể sử dụng, và đặc biệt thiết kế của nó rất là xinh xắn luôn. Đây là một chiếc gương nè, mọi người khi mà vừa đánh phấn thì có thể là nhâm nhi soi gương hoặc là son môi được luôn nha mọi người. Đó, rất là đẻ luôn. Thì đối với những ai mà thích cái dòng sản phẩm của Thái Lan thì em nghĩ đây là cái dòng sản phẩm phấn nước rất là tuyệt vời và rất là thần thánh, để mọi người có thể là ăn diện trong cái mùa Tết như thế này, hoặc là lễ như thế này, hoặc là trong cái thời tiết hanh khô như thế này á, thì da của chúng ta dễ lên là kiểu như bốc da, hoặc là những cái đốm gió nó làm xây cái những cái chỗ mà da của chúng ta nó sẽ làm sần sùi ấy. Thì mọi người ơi, hãy sử dụng cái phấn nước này để da của chúng ta cung cấp cái độ ẩm nè, rồi cung cấp vitamin C cho da, cũng như là sẽ giúp cho da của chúng ta được hồng và trắng hơn rất là nhiều. Đối với cái dòng sản phẩm phấn nước này thì bên em đang được phân phối cái giá rất là rẻ, rất là tốt, cũng như là giá rất là ưu đãi cho khách hàng. Đối với những ai mà cần mua cái dòng sản phẩm phấn nước này thì có thể là nhanh tay liên hệ sớm cho bên em để được đặt hàng, để được mua được cái dòng sản phẩm chất lượng chính hãng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.